tối thì đến đâu mà tối có mai nghe nghe nữa là tối thì nghỉ đang bỏ nó về rồi em phá cái nha đây cái trò mà Còn đấy là nói với mẹ. Còn đấy là nói với mẹ.
tôi cứ phải loãng cơ này để cho cháu được tự do mà làm việc. Nếu mà cháu cầu xin Đức Chúa Trời trong bữa ăn cháu cứ việc làm, mình thế mới là công bằng, thế mới là công bằng. Sao cả với chú, đúng rồi, đúng rồi. Cháu tám của mỗi người là có thể. Cả nhà, các chị Thiên Chúa giáo hết. Đây là cái nghi lễ bữa ăn người ta làm cầu, gọi là cầu tự do mà cầu là tin cầu nguyện. Mà tốt mà. Yeah.
là mày. Kiếp rồi. Tức mày tao đẻ chúng mày trong mặt mày. Bây giờ là bình thường thì mọi người nó có dám đẻ mà.
Chồng mày nó dám đánh mình chứ bảo này tao không đánh luôn.
đến chồng đến nơi này. Quay phim thì quay. Đứng hết ra là đẹp không? Toàn cảnh nhất. Cảnh nhà. Rồi xong, cảm ơn. Đẹp rồi. Mặt cười nhá. Cười lên. Rồi luôn đi. Thế nhớ hai anh em là sao chụp trộm. Đây bác Lan còn lịch sử. Đây là chụp trộm hai anh em. Đấy, đây đây là anh em nó đã đẹp dai rồi mà. Đây cả nhà. Wow. Đấy cười. Đây cháu với bạn. Đây. Hai bà cháu này. Đây đây ông đang tác nghiệp kỳ người cho bạn Việt này vào. À. Đấy nhưng mà ông tác nghiệp là bà đây mới hay này. Đó. Không cần chưa ý thành
cây nó chia tay nhau rồi nó uống. Vâng, đúng rồi. Cái thật về tâm tư là không phải để xem. Còn bác sĩ nó đứng lên nó cất bét nhảy dịu. Dùng biệt ngon lành. Vâng, cháu Hoàn nắm đúng rồi nhưng mà cháu nói như đúng rồi. Hai thằng này thấy ông đằng sau đang quay. Trên đường làng Kiều Bình Kiều và bao giờ cũng nhớ bấm chuông nhà số 2 để vào thăm cái ông già 86 tuổi, U90 rồi. Anh đang nói U90 thì để không may gặp tai nạn về sức khỏe. Cái đại thủ thì báo cáo thế rồi ông bà đến thì ngành giáo dục. Bọn tôi thay mặt đem bà thủy bà đi vắng, thay mặt bà mấy bà nhà bà có thể ấm đấy. Vâng. Nhưng mà tôi thì mà ông bà chơi bà minh chứng bằng cái hình ảnh này. Vẫn nói dối đây hai ông bà. Bao giờ cũng nhớ đến bác là mùa xuân nào đến chúc các bác hạnh phúc may mắn. Anh khỏe không chị Nga? Dạ. Anh Ngọc khỏe không? Bây giờ cái những cái vụ người ta sẽ chấp nhận được quen. Bây giờ nó quen thì gọi là tính gì nữa.
rồi chứ gì. Hết chưa? Mắt thắt đẹp. Thế mọi người phải có cái gì chứ hả? Có gì nâng cấp chứ?
đấy. Ba anh em tay ngồi. Chứ Phong đấy. Có tiền phụ bến. Có tiền phụ bến. Rồi. Đêm qua sương mỏ đi đâu mà. Thôi đẹp lắm. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn. Vâng. Chào. Chào năm mới. Chập nhau thật đấy. Chập điện, chập điện. Thích thay cũng phải nói thật, tôi rất cảm ơn chị. Cảm ơn đời. Đấy thì mà chúc gia đình của bác sức khỏe. Các cháu nghỉ cảnh trước đi. Vâng, rồi để bà nói hết ạ. Bà sửa tốt lành. Vâng. Thế thì tôi xin thay mặt bác sức khỏe. Mà bác sơn đã bác sơn tính rồi. Bà đến sang Canada thì cái nước cũng vui hạnh, trong người của mình đang đẹp. Thứ hai là với các con cháu là việc của chúng nó, chúng ta lúc nào cũng không can thiệp được. Thì chuyện này vừa bác nói với hai người buồn và buồn, cái chuyện nó bình thường, buồn và buồn và không có gì xảy ra. Chắc chắn không không mà. Đúng, bà này nhận phận thì chính xác. Nào, bác chị ơi. Không không không, tôi đó ngồi trong nhà con. Rượu cua xong rồi em lại nói chấm dứt rượu ấy. Bài này thì nói về lịch sử thì cũng là cái giai đoạn của bác Sơn Bắc Chính, Bắc Tây, Bắc Hiếu. Còn kể cả Bắc Việt có một tí Bắc Nguyệt, thế thôi. Còn Bắc Nghị với em thì chắc là không biết, hoặc là biết đơ mơ. Bắc Nghị thì bác chịu khó đọc nên bác có thể nói lịch sử hàng thế kia từ ngày xưa. Nhưng mà em thì cứ tặng Bắc Chính một bài hát gọi là ôn lại cái thời thăng chinh Trung Pháp nhé. Quê hương anh bộ đội tác giả.
linh. Mùa thu mùa thu năm nào em gái biên đàn gái ra linh. Nắm tay mà không nói chân quay đi nhưng lòng vẫn vương. Nhìn quê hương xa bao dòng đường. Trên chiến mắt quay về chốn cũ làng xưa. Chiều lên mờ trong khói xuống. Nơi nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi. Thương anh và nhớ anh, em xuống thăm anh với chị thể với gia đình. Chứ không phải em xuống ăn cỗ. Em phải chuẩn bị bài này. Bài này những người sống trong lịch sử mới hiểu được. Anh nghĩ có thể lơ mơ là phải cùng hoan đi, hoan đi, hoan đi. Hoan đi. Không ạ. Bà xã em uống được cái thống giả nữa. Máu mủ Nguyễn Trung bằng nhau nhìn nhau nhìn nhau không phân biệt, nghĩa là cảm nhận của mỗi người nó một ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thế em đi đâu này nó nhìn đâu cái như nó các người lớn vẫn ok nói rồi vẫn có hỏi thôi được Rồi, rồi. À, với sẽ có.
chị An với Hoàng Hân. Anh chị ơi. Thôi các bạn nhé, cậu chạy vào sau cùng, ok. Khép bằng tí nữa, để cho chọn. Thích thì gọi tôi.